Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Men, tỏ vẻ yếu đuối nhưng lại là hóa thần mạnh nhất tiên giới. Tập 44 Liên Phun Bộ nằm dưới phần mô tả nhé. Vậy ta liền đi xem. Vì sự mà tâm chủ nói kia, bất luận là có thể trở khỏi cho thương thế của ta hay không, thì ta đều sẽ mau chóng trở về. Sư phụ đi sớm về sớm. Các con không còn phải lo lắng như vậy. Có Bích Hổ kiếm linh ở đây thì cho dù ta không có tu vi thì cũng có thể ngự kiếm phi hành, an toàn của ta vẫn có thể đảm bảo. Vậy ta đi đây. Sư phụ thương bơm xuôi gió. Sớm chiều ở chung với những đồ nhi tốt này, tuy bây giờ chỉ là chia cắt ngắn ngủi, nhưng mà cũng có chút liên tiếc. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, đem các nàng nuôi đến kim đan kỳ là tốt rồi. Đến lúc đó thì liền tìm một tiên tử sẽ mắt kết hôn, sau đó thì dưỡng lão. Vũ Định đồ nhị sư phụ ta đi. Nộp mạng đi. Rút, bỏ qua hàng hóa lại. Mọi người tản ra mau trốn. Đội trưởng à, ngươi đi trước đi, chúng ta giúp ngươi bầu hậu. Đồ ngốc nữa, tất cả mọi người tản ra rồi thì trốn đi. Tất cả mọi người đều có mới có con đường sống. Bên phía đối phương có tù sĩ. Cũng giống giấy cũng vô ích thôi. Xuống địa ngục đi. Hả? Cao thắng đi ca, trùng hợp quá hả? Mọi người bị tập kết sao? Ôi thám thích đại nhân, mạnh quá, mau chạy đi. Có cần giữ lại người sống không? Đại nhân, mấy tính này không nên cho sống tiếp. Đi rồi. Thu thập thi thể hết, tập trung lại, rồi mang tất cả tiêu chí đi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại có người cướp đoàn xe của một linh bảo các người? Hồi bẩm đại nhân, là người cứu Lưu Vương Thế Gia. Gần đây Lưu Vương Thế Gia đã chính thức tuyên chiến với một linh bảo. Bọn chúng chặn cướp thương đội và thường kiếm chuyện với một linh của chúng bảo ta. Lưu Vương Thế Gia chưa từng nghe quá. Là một thế lực giang hồ đội đột nhiên hưng khởi, thực lực rất mạnh, hơn nữa lại có tu sĩ tòa trấn. Chỉ là thủ đoạn có hơi thô bạo, trên cơ bản thì tất cả sản nghiệp đều phải dựa vào chiếm đoạt mà có. Có chút thú vị, ta vừa lúc muốn đi Mộc Linh bảo một chuyến, thuận tiện nghe ngóng một chút tình hình. Mộc Linh bảo. Nhà đầu Vũ Định thật sự là quá liều mạng. Liều tới mức mà bà đi ăn dừa cũng không thơm. Như vậy à, lâu rồi một chút tiến bộ cũng không có. Ai lại đến lão nương? Lão nương phải cho ngươi ăn một cái búa tạ. Ai dồ là lắm thích đại nhân sau. Đã lâu không gặp, khí sắc của ngài tốt hơn rất nhiều hả? Để lão nương đấm chân cho ngài. Vì sao? Ta vừa nghe nói là búa tạ hay gì đó. Đại nhân à, ta nói đùa. Ta nói là dùng đầu đấm chân cho ngài đi. Hả? À, chờ chút. Ta không thích tù vi của người đâu. À, xảy ra chút sự cố. Vì người còn dám vỗ đầu lão nương, lão nương liền cho người ăn một cái búa tạ. Thì bà là người muốn đến với ta sao? Phong thủy luân chuyện ta không thích người cũng cống, cũng có ngày hôm nay. Xem ta hôm nay có đánh người một trận đến rút giận không? Ta vừa nói xong, cảnh giới của ta xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta không áp chế được cảnh giới, không cẩn thận là mất như anh cảnh thùi. Ôi, nam nhân. Ta quỳ lên hai đại nhân, ta cho ta lần này đi, lần sau ta không dám nữa. Hình như nhớ lúc trước thì đã ta có từng nhớ tới là một ít nữa. À chủ nhân à, có mạng mau cấu hại tử giới. Sư phụ. Vũ Định. Ôi sư phụ à, con tưởng rằng người không còn Vũ Định nữa. Lỗi như vậy lại không đến tầm ta. Làm sao có thể chứ? Chỉ là khoảng thời gian này gặp không ít chuyện phiền phức, cho nên không dễ rút ra. Vũ Định còn rất sư phụ, chỉ có hơi sợ. Chúc cơ hậu kỳ, tiến bộ không ít nha.
Tuy rằng không thể sử dụng pháp thuật bất cờ, thực chất cơ thể đã có thể so với kim đan kỳ rồi. Sư phụ à, Vĩnh Đăng đã tiến bộ rồi, ngươi có cảm nhận được không? Cảm nhận được, Vô Điện đã trưởng thành không ít, cũng trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Hai người kia chắc chắn là đang tâm sự gì rồi. Vô Điện, đến giờ đi học rồi. Hôm nay phải học luận người cổ, không thể thiếu. Hế? Mẫu thần, sư phụ tới rồi. Đệ nhân, ngay tới rồi. Đại phu nhân đã lâu không gặp, vẫn khỏe chưa? Không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại, câu đầu tiên đại nhân muốn gọi lại là lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Vậy phải nói gì? Thâm thích đại nhân, có nhân lâu ngày gặp lại, câu đầu tiên nói nên là cách biệt nhiều ngày, thập phần nhớ mong. Là ta đừng đâu rồi, mong đại phu đừng có trách. Ây da, thấm thích đại nhân, dốt cuộc là vẫn cùng gọi Sam Sam là người một nhà, bây giờ còn gọi ta là đại phu nhân, bởi quá Sam Sam vốn là một phàm phong tục tử. Vậy ta... Đại nhân, Sam Sam có chịu nội chữ đại ở trong đại phu nhân đâu? Vậy phu nhân, hay là ta nói nhầm, xin đừng trách. Đại nhân, ngài trực tiếp gọi ta là Sam Sam là được. Nếu như đại nhân đã đến, vậy thì ta sẽ chuẩn bị tiếp đoán gió cho đại nhân. Vậy thì làm phiền Sam Sam rồi. Châu nhỏ ngài đẳng cấp của người còn kém xa lắm. Đại nhân, rượu này là cống phẩm tiên cống cho hoàng thượng. Tuy rằng sò ra kém hơn tiểu tửu ngài bình thường uống, nhưng mà cũng có phong vị đặc biệt riêng. Để đa tạ Sam Sam. Lần này trong lúc đến đây thì có gặp Cao Thắng đại ca, hắn bị người ta mai phục chút thương tích. Hắn nói gần đây một lệnh bảo gặp phải chút phiền tối, có đúng không? Để đại nhân chết cười rồi. Một lệnh bảo ta gần đây gặp phải không ít chuyện khó khăn giải quyết, bất quá thì ta vẫn có thể xử lý tốt. Sư phụ, gần đây một lệnh bảo quả thực là gặp phiền toái tương đối lớn. Mẫu thân người đã thế mà còn khổ tâm nhiều ngày rồi. Cũng người là dặn dò qua không cho ta cùng với tiểu bạch tí tí ra tay, cho nên hiện tại một linh bảo cũng rất khó khăn. Lơ vương thời gia này có tra được thông tin gì không? Không tra được gì, thậm chí ngay cả địa chỉ của đại bản doanh của lơ vương thời gia cũng không tra được. Mà tất cả thám tử chỉ cần tìm được manh mối thì sẽ lập tức bị giết. Lơ vương thời gia quá nhiên cái chút mơ đồ, hình như số lượng tu sĩ cũng không ít. Lơ vương thời gia chỉ còn ra tay thì tất nhiên sẽ là có tu sĩ đi theo, mà những tu sĩ này thực lực cũng không phải quá mạnh. Nhưng mà một mình mạnh lão cũng không có cách nào bảo vệ hết tất cả cửa tiệm và đầu xe được. Hơn nữa Ngọc Đỉnh đoàn hoàng tộc hình như cũng đang hợp tác với bọn chúng. Có chút thứ gì, phiền túi này ta sẽ giúp các người giải quyết. Chuyện này ta biết rồi, ta sẽ giúp các người giải quyết. Vì đó tại đại nhân. Sư phụ, người nói xem lần này người còn có chuyện khác phải làm. Là chuyện gì vậy? Có thể mang Vũ Định đi theo không? Vũ Định ngoan, chuyện cần làm lần này đối với con mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Chờ sau khi con mạnh lên thì ta sẽ dẫn con đi chơi. Sư phụ, người ta ở nhà cha muốn chết rồi, để ta ra ngoài đi ngắm thiên hạ đi. Có được không sư phụ? Người đã ứng ta đi mà. Được rồi, con đi theo thì cũng được, nhưng mà không được trì loạn. Sư phụ là tốt nhất. Nghịch ngợm, nhưng mà cũng đúng lúc dẫn con đi ra ngoài học hỏi một chút kiến thức về thế giới tu sĩ. Con gây ngọ muốn tiếp cận một nam nhân cũng không phải là giống như con đâu. Vô Định chậm một chút. Mẫu thần chịu đựng một chút nữa sẽ tốt ngày thôi. Mẫu thần hôm nay người kiên trì hơn nửa canh giờ rồi. Linh lực này đúng thật là thứ tốt, nhưng mà mẫu thần đã tiếc không có phúc hưởng thụ. Chỉ cho cùng thì dùng nhà của ta cuối cùng cũng sẽ lùi tàn thôi. Mẫu thần nhấn linh lực mỗi ngày lần di chuyển trong cơ thể của Vô Định, có thể truyền cho mẫu thần hấp thụ.
Chỉ công vũ đến còn một ngày thì tuyệt đối sẽ không để chờ Mộ Thần về đi. Nha đầu này, Mộ Thần người mới thật sự làm cho người ta hâm mộ. Ý đi đã, Mộ Thần đừng có ra khỏi cửa. Có người xông vào một linh bảo. Mộ Tiêu ở sườn sầu, chân dung lạc xàm xàm. Các người đều đã xem qua rồi chưa? Đây chính là đại mỹ nữ, chắc hẳn hương vị không tệ. Hay là chúng ta giải quyết Bạch Chỉ Thủy kỳ trước, sau đó thì mới bắt lạc xàm xàm, rồi hào hảo hướng thượng một chút. Ừ, đúng là không tệ. Nhưng mà vẫn nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu như không sư huynh trách tội xuống, vẫn là khó mà ăn nói. Lão Tam đừng nghĩ nữa. Nếu như như vậy trước kia ở trong tiền môn cũng không có. Nếu như gặp được, cần gì lãng phí cơ hội. Hơn nữa nghe đồn là xàm xàm này còn rất trẻ. Những tu sĩ trúc cơ kỳ, trung kỳ tòa trấn một linh bảo này đã sớm dò xét rõ ràng. Chỉ còn gì chết hắn thì những người khác còn không phải là mà cho chúng ta xấu xé sao? Lão Lục, cái này trường thời gian này chúng ta chính là vô địch, sợ cái gì? Chỉ đơn giản là đem luôn nữ nhi của nàng ta đi. Cẩn thận Bạch Chi thì kiếm. Chỉ là bán linh bảo, con chưa tính là linh bảo, đúng là không đang nhắc tới. Ý quá chậm rồi, mấy người này so với thiếu chủ còn game xa. Ngự kiếm thuật mạnh quá, làm sao có thể lão tứ. Không nghĩ tới một tán tù lại có thực lực mạnh như vậy. Ta tính ngăn cản hắn cai người mò đi bắt người. Muốn đi mà chi thủy này so với trong tưởng tượng còn khó hơn, khó chơi hơn nhiều. Những tên tu này đều có sức chiến đấu mạnh như vậy sao? Lão tử à, đã ôm lấy chiêu pháp bảo bài của Bạch Chỉ Thủy, nhưng mà hiện tại hắn chỉ là ngoại cường trùng can mà thôi. Cút! Hai chúng ta là trúc cơ trung kỳ, không có đạo lý thua được. Công lên! Lần lục cẩn thận, xiên xích. Bọn chúng nhận ra xiên xích rồi. Cô ta đây thì đừng hòng bước vào hậu viện. Bạch lão, cẩn thận, đừng để chúng chạy. Đáng chết, đó chính là nữ nhi của Lạc Sàm Sàm, mỹ nhân tuyệt thế trong lời đồng kia. Nhất định phải có lấy được, phải nhìn chóng giết chết Bạch Chỉ Thủy kia thôi. Chị Lão Tam, gió ôi yêu thú nghiêng anh, không ai thoát khỏi sự trì đuổi của lão nương đi. Ăn cá ngày chỉ biết ăn à? Ăn toàn mấy cái thứ lộn xộn gì đâu không mà. Ôi không ăn thì không ăn, anh đừng có đánh ta chứ. Để nhờ người không sao chưa? Đó chính là tu sĩ Lô Vương Thế Gia sao? Ta cũng không biết. Lô bọn chúng tự xưng là người của vương gia. Kể từ thì tổ chức của bọn chúng rốt cuộc là gì thì ta cũng không biết được. Nhưng mà rất có thể đúng là người của Lô Vương Thế Gia, bởi vì cái này rất giống với phong cách hành xử của bọn chúng. Phong cách hành xử? Đúng vậy. Sau khi Lô Vương Thế Gia quật khởi, có rất nhiều người muốn gây khó giữa chờ Lô Vương Thế Gia lại đều bị ám sát một cách coi hiểu. Lô Vương Thế Gia cũng dựa vào uy hiếp và thủ đoạn như vậy để khống chế rất nhiều tài nguyên ở Ngọc Định Quốc. Rất có khả năng. Chuyện này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao thì hiện tại Lô Vương Thế Gia là đang ở trong tối, chúng ta lại ở ngoài sáng. Ngày mai ta sẽ mang theo Tiếu Bạch với Vũ Đình rời đi một đoạn thời gian, bởi vì có một số việc cần phải xử lý. Chưa tiền là đem ba tin này nhốt lại, ta sẽ đem tù vị của bọn chúng phong ấn rồi. Sư phụ, ngày mai chúng ta xuất phát sau, con muốn mang theo Tiếu Bạch đưa. À không, vừa nãy người nói gì?
Ta nói là cho bà tên kia nghe, đại nhân muốn thả với dài cầu ca lớn ư? Tuy ra là như vậy, nhưng mà bảo thần làm sao người biết? Đúng vậy, làm sao phu nhân lại biết? Suy nghĩ của đại nhân Sam Sam tự nhiên có thể hiểu. Tập 50. Ta cho bọn chúng thêm chỗ khó khăn thì phong ấn linh lực của bọn chúng, nhưng mà vấn đề là cho chúng một chút đường lui. Đường lối này vẫn không dễ hết đi như vậy, tăng ca thêm chút độ khó thì như thế tự nhiên có thể loại bỏ nghi ngờ. Vẫn là đại nhân cẩn thận. À đúng rồi, trước mắt thì thế lực Mộc Liên Bảo có thể đạt tới mức nào? Lần này xuống núi chủ yếu là muốn đi tới Hồ Thế Giới, hiện tại vẫn vừa vặn thu thập được một chút tình báo. Đi đại nhân, thế như ta vô phòng thì ta cho ngài xem bản đồ một chút. Đi nghỉ ngơi đi, con cùng mẫu thần con thảo luận một chút chính sự. Được rồi. Đây là bản đồ của Ngọc Định Quốc. Nâng không để ta lấy cho. Đại nhân à, thật xin lỗi. À không sao, cẩn thận một chút. Đại nhân, một năm nay Mộc Linh Bảo phát triển coi như là khá nhanh. Mặc dù bị thế lực trong Ngọc Đỉnh Quốc chèn ép, nhưng ở bên ngoài thì vẫn có chút tiếng nói. Từ trên bản đồ xem ra, phía bắc Ngọc Đỉnh Quốc chỉ có hơn 10 ô nước, chắc chắn là một trong như số này. Phản ứng vừa rồi của Tam Thích Đệ Nhân không phải là không có ý gì với Sam Sam, có lẽ mình nên ở tận thêm hỏa lực. Đệ Nhân muốn ta giúp điều tra những nơi nào? Cho dù không chiếm được trái tim của Tam Thích, ít nhất thì cũng cho hắn nhớ kỹ, nhớ nhung hình ảnh của mình, như vậy thì hết thảy đều đáng giá. Ý chà, Đệ Nhân không thôi mãi sao? À không thôi mãi lắm chứ. À đại phu nhân Sam Sam, à lòng có chết cười rồi. Đệ Nhân, sau khi ngài cứu ta, cái mạng này của ta là đã là của đại nhân ngài rồi, huống chi ngài vì Vũ Đinh làm nhiều như vậy, cũng giúp Mộc Linh Bảo ta nhiều như vậy rồi. Sam Sam biết đại nhân cao cao tại thượng, cái gì cũng không thiếu, Sam Sam cũng không có gì báo đáp đại nhân. Chỉ cần đại nhân muốn Sam Sam nguyện ý làm thầy, thân thể Sam Sam tuyệt đối sống trong sạch, cũng không cầu đại nhân có thể hứa hẹn gì cả. Ui cái này à, sao sao mà như vậy không tốt lắm đâu, nếu như tiếp tục nữa thì có thể mất trình đó. Tuy rằng nghe đại nhân không hiểu đang nói cái gì, nhưng mà đại nhân à, thông thống vấn đề như vậy ngay nhất định là có biện pháp. Được rồi, bên dưới xảy ra gì thì các bạn cũng có thể hiểu được rồi, không biết rõ tình hình cụ thể thì kết quả dần co cá đờm thì vẫn chưa achieve được Sam Sam, nhưng mà mệt mỏi quá. Úi sư phụ, trời sáng vừa thoát khỏi người lớn giờ tới người nhỏ rồi. Vô Đình à, con cũng là một con đường lớn rồi, phải chú ý hình tượng. Sư phụ vấn đề nào không chú ý hình tượng, chỉ là trước mặt sư phụ thôi, đương nhiên cũng không cần làm cái điều tiểu khơ các gì. Kỳ quá, mẫu thân sao đã trễ như vậy còn chưa ra đi? Có lẽ mình mời qua đi. Lần này ta cho con một kiện pháp bảo, có lẽ con có thể dùng tới. Wow, vì sao? Sư phụ cảm ơn, sư phụ là tốt nhất. Mẫu thân chào buổi sáng. Hôm nay sao lại cao hứng như vậy? Sư phụ mang quà cho ta. Con nói là đã bị chuẩn bị cho ta. Đại nhân ta là có tầm. Đại nhân có thể tôi mái không? Ai chà, nghĩ tới thôi, không được không được, hình ảnh ở trong đầu của ta không có cách nào để xóa đi. Là ta quá ngu sao, lúc ấy lại không về quay xuân luôn chết rồi. Mậu thần thấy người làm sao vậy? Tối hôm qua cổ tay hoạt động quá nhiều, hình như cái chút vặn vẹo. Tại sao hoạt động cổ tay vào ban đêm chưa? Đây là cái gì? Đây là một loại pháp bảo bán tự động, không cần tu sĩ tế luyện. Chủ nhân chỉ cần vừa theo theo ta tiến hành là có thở kích phát uy năng. Và nó được gọi là hợp cơ động lập thở, hợp di động ba chiều. Và không cần tu luyện, vậy chẳng phải chỉ cần lấy được là có thể dùng sao? Ở đơn vị tất nhiên là để đảm bảo độc quyền, ta đã thơ mà kích hoạt một mật khẩu. Có cái gì? Đây nè, đừng có hỏi nữa, mang vào thử xem đi. Lối pháp bảo này còn phải nắm bắt thật tốt mới được. Một sự dẫn linh lực nối vào chuôi đao,
thì trên chùy đào có nút điều khiển thiết bị động lực. Chà, bên trong lại có nồi gì? Nhẹ nhàng ấn nút trước thì cảm nhận động lực. Linh lực trong hộ của nhà là do ta thả mấy trăm viên linh thạch vào đó, cho nên không cần còn cung cấp linh lực. À, anh có chuyện gì sao? À, không có gì, chỉ là cảm thấy sư phụ hôm nay rất là có mị lực, hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hả, anh cây này sao? Wow, đại tiểu thư ngầu quá. Thiên phú cơ thể của Vũ Định đích thực là không tệ, chỉ là ta không chơi được cái này. Lúc ấy, khi thí nghiệm điều chỉnh pháp bảo này, ta dùng như một tên ngốc vậy. May mà không ai nhìn thấy. Sư phụ à, thật là tuyệt vời. Đừng não, pháp bảo thế này thì dùng có tồn tại không? Có thứ gì sư phụ à, chỉ cần khống chế là được rồi, cũng không cần vận chuyển linh lực. Còn món quà nào khác nữa không sư phụ? Đúng là có, nhưng mà phải xem con hiện tại đã là võ tù, khả năng không dùng được. Ta dự định sẽ cho mẫu thân con. Đó là sư phụ. Ui, ta vốn chỉ muốn hồn lên má sư phụ, một cái ai ngờ sư phụ đột nhiên lại quay đầu lại. Ui. À, hồn lên miệng sư phụ, sẽ không phải mang thai đi chứ. Ui. Ui, cái chết lâu đường rồi, chỉ là hồn môi thôi, sao lại mang thai đi chứ. Thì bà đà, sao người đột nhiên nhảy ra vậy, đưa cái giọt ta chứ. Hiện tại thảm thích kia không nhàn đâu. Ta thấy ba cái tên kia hình như suy nghĩ ra phương pháp chạy trốn rồi. Hai chúng ta đi bắt một thể thế nào? À, không cần thông báo cho sư phụ sao? Thông báo kỳ rắm, hắn ta hiện tại đang bận rộn kìa. Người không được ra đó, sư phụ là muốn quý thả bọn chúng. Ta biết muốn tìm hắn ổ của bọn chúng sao? Vậy thì chúng ta không đuổi theo. Nhưng mà người không được đã thảo kinh xà. Đó là để đương nhiên. Thôi, cuối cùng còn thoát được rồi. Lại lục cấn ở phía sau. Ui, sao lại là ta nữa chứ? Thế nào, đang hồi tưởng lại cảm giác sao? À, đương nhiên là không phải. Kỳ thực con có cước, thứ cái tích thường đại nhân muốn thử xem không? Cái này để sao đi, ta cho nào một thứ để phòng thân. Khi sử dụng sẽ hạn chế tương đối lớn, những thời khắc mấu chốt có lẽ sử dụng tới. Vậy tối hôm nay ngài không được chạy trốn đâu đấy. Tên này thì chưa nghĩ ra, theo nhiều lý thuyết hẳn là năng thường, nhưng mà hình như cũng không phải là dễ nghe. Bên trong hoa văn đại trận của phá giáp trầm, linh lực bình thường sẽ trong trận pháp chuyển hóa thành linh lực kim loại. Khi bắn sẽ phóng ra một cái kỳ trầm linh lực với tốc độ cực nhanh. Những pháp bảo đại nhân làm ra tạo hình rất là khác biệt. Trước đây ta chưa từng thấy như vậy. Y lực thì không mạnh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đại khái là xuyên qua linh y của trúc cơ trung kỳ, do nó phần thông hẳn là đủ dùng. Cơ thể tạo ra thương tổn cho trúc cơ trung kỳ luôn. Cái này phải dùng như thế nào? Rất đơn giản, đem 3 điểm thành một hàng. Sau đó thì chỉ cần bóp cò cũng không có đồ vật. Cái gì mà 3 điểm một đường? Nhìn kỹ nha, trên thân súng có 2 điểm. Đem 2 điểm này thành đường thẳng nhắm vào mục tiêu của nàng. Cái này nhanh như vậy, tốc độ này so với bạch trạch cùng còn nhanh hơn nhiều. Đó là tự nhiên, nàng cứ tự mình thử xem. Tay của nàng không được ổn định, về sau cộng phải rèn luyện thân thể, thể lực thì quá kém. Ngài còn cười ta, cố tay của ta đến bây giờ còn có chút run này. Chết ai tối hôm qua, sao lại không ra? Hả? Nhưng đi cũng coi như là một phương pháp rèn luyện. Có mà chúng ta dùng, dù sao vô nình cũng nhất thời, có thể chưa trở về được. Xem. Chị Bạch, tiền khốn kiếp này. Sam, ba tên kia đã trốn thoát được rồi. Ta phải đi chụp một chuyến rồi. Lúc này thì tạm tích kia hẳn là không có biện pháp nào rồi.
Trên người tới này thì đối là cái từ tốt, tao vì tiêu hoa hẳn. Ta đã nói rồi mà, bảo ngươi được ăn bậy bạ thì ngươi lại sao không nghe gì hả? Ôi sao lúc nào ngươi cũng làm không chi tốt của lão nượng, lấy con đánh vào mông của lão nượng. Đây là cái gì vậy? Mà nhân huyết. Cho ngươi nè, để hút đi. Ôi, ta biết ngay là người sẽ không bật đại lão nương mà. Rồi, kịch bản không theo sáo lộ rồi. May mà hiện tại cái đám người tiếu thất nhi cũng cách kiếm đăng kỳ cũng không xa nữa. Người vào vô điên về trở đi, ta sẽ đuổi theo hai cái tên còn lại. Lão tử có phải không có đuổi theo đúng không? Hình như là như vậy, chúng ta nên làm sao bây giờ? Trở về thì già tim đại sư huynh. Một linh bảo chỉ có hai tên Nguyễn Anh Kỳ mà thôi. Chỉ còn đại sư huynh nghị luận cùng Hắc đại nhân, ta tin chắc rằng Hắc đại nhân sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thật sự có thể giải quyết đơn giản như vậy sao? Lúc trước một vị Hắc đại nhân khác đi vào thượng đỉnh tiên tông cũng không phải đã thất bại rồi sao? Hắc đại nhân sẽ còn thất thủ, toàn bộ Bắc Vương Thành Châu cũng chỉ là một tình thảm thích. Hơn nữa bây giờ thảm thích gì còn đang là còn là phi nhân, hắn là những người khác khi không có vận khí tốt như vậy nữa. Lão tử ở làm sao đây? Hình như người có tâm sự. Tạm cả hay là chúng ta phản bội đi. Lão tử, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta nói chúng ta trốn đi, phá tín hiệu cho lão thất. Chúng ta cùng đi, đại sư huynh đã không còn là đại sư huynh như trước nữa rồi. Địa kinh tông đã không còn, ta còn muốn chết với nhiều người. Lão thất và các huynh đệ khác đi dù sao lô vườn thế gia cũng không kém mấy người chúng ta. Ta sao lại không biết, nhưng mà lão tử, chúng ta đã không quay lại được nữa rồi. Tam ca, tuy rằng ta chưa từng chạm qua nữ nhân, nhưng mà ta không tốt bằng Long Dương. Ta mở nó, ta cho ngươi xem ngực của Tàn Chi. Ủa, anh Tam ca đừng có lên như vậy mà, Tam ca. Hắc ấn lúc trước. Cái này, đây là Hắc đại nhân ban cho. Trong mấy huynh đệ chúng ta chỉ có người là nhân tài thực học. Nhưng còn lại mấy người chúng ta đều dựa vào hắc ấn này tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Nếu như chúng ta phản bội thì hắc ấn này sẽ lấy mạng của chúng ta. Ta còn chưa muốn chết. Ta hiểu rồi Tam ca. Vậy chúng ta mau lên đường đi. Thì ra tu sĩ lâu vườn thế già này đều là những người được an bài ở địa kinh tông chủ sơn. Người áo màu vàng thần bí đến tập kích thượng đỉnh tiền tông. Còn một việc cấm một số địa điểm mà trùng chuyển ở giữa đường thì sao? Chẳng lẽ hai người này phát hiện tung tích của ta, đang cố ý dẫn đi lòng vòng? Đây là phong xào sinh linh trận à? Khó trách, ta không nhớ tới đây là bộ thế giới mới xuất hiện. Nếu như tiếu thất nhi tấn thần thành hợp thời kỳ thánh tồn, thì có một vị khách đến từ dị giới ẩn nấp ở trong tu tiên giới. Lúc trước thì người áo vàng kia xuất hiện, ta còn tưởng rằng là mình bị bớt. Kết quả ta đã mở tầm nhìn của bản đồ ra nhiều hơn. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần không xuất hiện đồ vật ngoài thiết lập thì những thứ còn lại đều là cặn bã. Tam cờ, có chuyện gì sao? Đệ nhân, nơi này chính là căn cơ của lô vườn thế gia. Chỉ còn tiêu diệt nơi này thì lưu vương thế già liền không còn tồn tại nữa. Hắn làm sao phát hiện ra ta? Đại nhân, ta biết biết ngài đang ở đây. Nếu như ngài chịu xuất thủ, ta nguyện dùng cái mạng này dẫn dụ đại sư huynh ra. Mà thôi, nếu như bị phát hiện. Đại nhân, nè, xem ra không có việc gì. Lão tứ không cần khẩn trương, ta chỉ là đi theo thói quen một chút thôi. Đại nhân, ngài quả nhiên vẫn đi ra. Ta biết ngài ở đây. Con nghĩ tới ta có một ngày bị người ta lừa,
Đệ tử, ngươi không phải là anh Xuyên không tới đây chứ? Sinh linh trận là một loại trận pháp cực kỳ ác độc, bóp méo quy tắc tiên đạo, đem theo hiệu quả tụ linh đặt lên trên người tu sĩ, không ngừng hấp thụ linh lực cùng với sinh cơ trên người tu sĩ, truyền đến sinh linh trận cao dài, sau đó thì tăng cao thực lực của tu sĩ cao dài. Hơn nữa, bảy đại chiến tướng đỏ, cam, xanh, vàng, lục, chàm, tím, có chút phiền toái. Đại nhân, đang nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ nếu như vậy đánh chết thì có thể tạo ra một tí ảnh hưởng hay không? Ảnh hưởng gì? Đương nhiên là ảnh hưởng tới cốt truyện. Đúng vậy đó, bố cục di giới này là thuộc hạ của hắn, không có giao tiếp sâu sắc. Nói cách khác thì bọn họ nhận nhau hoàn toàn dựa vào duyên phận, như thế thì ta có thể trà trộn vào. Cái này thì ta có thể giúp. Không cần, tự ta làm là được rồi. Ui này đại nhân à, ngài đừng có mang ta theo, ngài không phải là muốn lẻ vào sau. Thì cái bay như vậy thì tính là trà trộn vào cái gì chứ? Có kẻ đột nhập trước là tu sĩ Nguyên Anh mau gọi đại sư huynh. Kẻ đột nhập chết, chỉ là Nguyên Anh kỳ mà cũng dám mạo phạm sông trận. Lão Tam, người làm không tệ. Đệ nhận, ta nói ta thật sự hối hận rồi, cũng không có lừa ngài mà hại ngài cái tin không. Ta tin ngài cái quỷ, sao người không làm tác giả còn mang nó luôn đi? Đã vào trận rồi thì cứ ngon ngón trở thành chất dinh dưỡng đi. Xin linh trận. Ôi đại nhân à, sinh linh trận này rất lợi hại, trong đó có chứng ẩn chứa quy tắc thiên đạo, nó sẽ hút hết linh lực của tất cả mọi người ở trong trận. Không có chuyện con người đi xuống trước đi. Ôi đại nhân à, nếu ngài muốn ném ta xuống thì phải nói với ta một tiếng chứ. Hả? Hình như không có tác dụng mà. Không, không thể nào. Động tác tỷ của ta không thể nào sai được. Hút, hút, hút cho ta. Hút, hút cái éo gì? Máu gọi đại nhân của nhà người ra đi. Chỉ là một Nguyên Anh kỳ nhỏ nhỏ. Nhân vật phản diện này lên sân khấu, lời thoại trình độ cũng rất chuyên nghiệp ha. Chết. Xích là nàng. Kiếp của ngươi đâu rồi? Sao ngươi lại sử dụng cái họ Diệp xấu xí thế này? Cái gì? Ngươi lại sao lại biết tên ta? Ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Cái này, có khơi gọi ra tình của ta thì ngay nhất định là gia chủ. Coi như ngươi cũng có chút đầu óc. Tên của ngươi là do ta đã đấu óc tự động đặt tên, ta cũng có thể không biết cái sâu. Gia chủ à, chúng ta đang chuẩn bị phục sinh ngài, không ngờ ngài lại tự mình chiến sinh luôn rồi. Tránh xa ta ra cái đồ xấu xí. Có chuyện gì với mấy người vậy? Ta nhớ là ngươi dùng kiếm cơ mà. Đây là vì đã giúp ngài sống lại, cho nên tất cả chúng ta đã tu tập bí thuật có thể thông qua hắc viêm hấp thụ rất nhiều linh lực để tiến vào hành việc chuẩn bị phục sinh ngài. Về sau đừng có tu luyện bí thuật nữa, sinh linh trận này cũng bị tháo gỡ đi. Hiện tại thực lực của chúng ta cũng chưa đủ, không thích hợp để làm những chuyện cao điệu như thế này. Vâng gia chủ à, ở đây vốn là tích lũy sức mạnh để giúp ngài sống lại. Bây giờ ngài đã chuyển sinh, đương nhiên không cần như thế này nữa. Vậy ngài chuyển sinh ở khi nào thế? Người đã nghi ngờ ta. Ủy thuộc hạ không dám. Ta tự nhiên cầu diệu pháp của ta, nhưng mà bây giờ ta cũng là một tia tàn hồn chuyển sinh, có rất nhiều thứ đã không nhớ ra, chỉ nhớ rõ tên của các người. Ta bây giờ là trưởng lão ngồi môn của Thượng Đỉnh Tiên Tông, tên là Thẩm Bích. Thẩm Thích, sứ đồ thứ ba hoàng. Đồng vậy, Hoàng Gia Thiên là ta giết. Hắn có tâm phản loạn, hơn nữa thì hắn tu luyện hắc viêm thành, ra người không ra, quỷ thì cũng không ra quỷ, nên ta mới không nhận ra liền giết rồi. Nếu như không vì cái
Sinh linh trận này, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra người. Không nhận ra liền giết. Vì may mà vừa rồi, nhờ có sinh linh trận này đã nhớ mới nhận ra. Giới chủ thần thông công cái thế, thu hạ lập tức thông thông. Giới chủ thần công tại thế, thu hạ lập tức đi thông thông. Những người khác phế bỏ hắc viêm công pháp. Điện thẩm thích là giới chủ, khó trách lấy kiềm đàn kỳ, thoải mái chim giết hoàng gia thì nghe anh hậu kỳ. Hơn nữa không chỉ là không bị thua, hiện tại tu vi còn tăng tiến. Để rồi thân phận hiện tại của ta là một võ bộc tốt, cố gắng đừng làm phiền tới ta. Các người phải chú ý che giấu thân phận, lần này chúng ta nhất định sẽ đồng sơn tài khởi. Giới chủ anh mình thương lâm giới ta tất nhiên là sẽ đồng sơn tài khởi. Đây là chúng ta những năm gần đây giữa thế ngài phòng võ thu tập lên châu, nguyên bản là dùng đỡ phục sinh ngài. Nhưng mà bây giờ ngài đã chuyển sinh, đây chính là vật bổ sung tốt để giới chủ khôi phục thực lực. Chúc mừng giới chủ đã đột phá nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh sơ kỳ tiến đến nguyên anh trung kỳ, không có bất kỳ một bệnh cảnh nào có thể đột phá. Đây là không phù hợp với lễ thường. Chỉ có thể có cường giả siêu dài như giới chủ chuyển sinh thì mới có thể làm được như thế. Thứ đồ chơi này đúng là không tệ, còn có bao nhiêu đều lấy ra đi. Giới chủ huynh đệ chúng ta mấy năm nay tích góp từng tí, ước chừng tầm được 20 viên. Tất cả đều ở chỗ này. Tốt lắm, các người còn gì nữa không? Anh giờ còn mấy năm nay chúng ta việc tìm kiếm hồn khí giam giữ các cường giả ở dưới ta. Cho nên đã thăm dò rất nhiều cổ tiên động phủ, cũng đã thu thập được không ít pháp bảo cùng với đan dược. Những thứ này sao? Đều lấy ra đi, các người giữ lại cũng vô dụng. Được rồi, với chủ đều ở đây. Chuyến này đi đúng là không uổng công, cuối cùng cũng tạm biệt được cái cuộc sống một nghèo hai trắng rồi. Nhìn nhà đất rách nát, xích lệnh an hẳn là thực sự cũng không còn những gì. Những người này thành tâm quá dục nghi thờ, không có sở thích, thích khác. Người thiết lập nhân vật chính, thật đúng là phát nát tàn của bất dị giới mà. Nhưng mà nơi này đã có nhiều kiềm đoàn tu sĩ như vậy, mặc dù đô la đều thúc giục sinh linh trận, nhưng mà cũng thực sự là có thực lực. Sinh linh trận này cũng không còn tiếp tục sử dụng nữa. Thế lực này của các người quản lý rối tinh rơ mù. Có nhiều như vậy tu sĩ mà lại hỗn thành cái bộ dạng như vậy rồi. Với chủ đại nhân anh mình thần võ, chúng ta thực sự không biết phát triển thế lực của mình như thế nào. Chỉ có thể dựa vào hắc ấn mạnh mẽ không chế làm bẩn mắt của giới chủ đại nhân, chúng ta đúng là vẫn còn đang chết. Từ Ngọc đã vào phần trong Ngọc Định Quốc học tập, ta tin không bao lâu nữa thì có thể trợ giúp giới chủ đại nhân quản lý thế lực. Không coi như là có chút giác ngộ, nhưng mà ta tìm các người cho người quản lý thích hợp hơn. Giới chủ đại nhân, tôi nhắn thức tại, chúng ta hoàn toàn nghe theo giới chủ đại nhân an bài. Tốt, người thông báo cho những người khác có thân phận hiện tại của ta giúp một chút đi. Mặt khác thì các người về sau nếu như ở trước mặt người ngoài gặp được ta thì tuyệt đối cứ coi như là người qua đường. Chúng ta bây giờ còn con tích lũy lực lượng, tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ. Vâng, với chủ đại nhân, ngài đã chuyển sinh thì hắc ấn vốn thuộc về ngài, bây giờ thuộc hạ giao lại cho ngài. Cái hắc ấn này là cách của bốt gì giới hùng để khống chế thuộc hạ sao? Dòng đạo vận bộc thu lại và thuộc hạ rồi đã. Tới hiện tại hóa thần thành nhân vật phản diện lâu đại rồi. Cũng tới thời điểm truyền cho tiểu thất nhì một chút kinh nghiệm vừa khỏe mạnh lại an toàn. Lâu lắm, người đi thu dọn một chút tàn cuộc. Sau khi kết thúc thì vừa đi. Còn nữa mà thì tất cả mọi người đi một lần tìm bảo tiền tài như kỹ, đừng có gây phiền tối. Tuân lệnh với chủ đại nhân. Ta giúp người giải thoát, cứu các huynh đệ của các người. Người phải nên cảm tạ ta một chút hay không? Đại nhân cứ nói đùa. Nguyên là do ngài là lão bản phi sở bất mạng mà. Ngài một màn cái tràn như vậy làm tứ nhân bồi phục. Chỉ còn chuyện mà sức tiên nhân có thể với tới thì ta tuyệt đối không nói hai lời. Vậy thì người mang theo các huynh đệ của người nghĩ biện pháp gia nhập thường đỉnh tiền tông đi. Ta sẽ có rất nhiều chuyện còn ngươi đi làm.
Ai không cần lo lắng, ngươi là người nhân tài diễn xuất rất tốt, ta xem trọng người đấy. Hai thẩm thích đại nhân rõ ràng là cảnh giới cao thầm, tại sao lại vừa đuổi theo hai cái tên Trúc Cơ Kỳ kia làm gì cho tốn thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ hắn gặp phải bất trắc gì rồi sao? Còn nữa, Lâu Hoàng tử này nhất định không thoát khỏi quan hệ với Lục Vương Thái Gia. Như thế này thì đưa thiệp mời tới, mời ta dự tiệc nhất định là không có hảo tâm gì. Chẳng lẽ hắn tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, ngay cả thẩm thích cũng bị bọn chúng bắt trước. Thẩm thích đại nhân thực sự là ở trong tay bọn chúng. Vậy thì cho dù ta hiến mình cho Lục Hoàng tử, cũng phải đổi lấy sự an toàn cho thẩm đại nhân. Sam Sam, sao mặt mày ủ chầu thế? Ta về muộn làm nàng lo lắng cho ta sao? Đại nhân, Sam Sam còn tưởng rằng ngài đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đồ ngọc chỉ là một cái ngọc đỉnh quốc mà thôi. Đối với ta núi thì làm sao có thể xảy ra chuyện vấn đề gì được chứ? Cái gì đây? Là lục hoàng tử của Ngọc Định Quốc, hắn vẫn luôn thèm muốn Mộc Liên Bảo chúng từ lâu. Mộc Liên Bảo dù dưới sự lo liệu của phu nhân lại có được thực lực không nhỏ, nhưng đối phương là một hoàng tộc, làm sao con có thể có chủ ý với mấy cái thứ này? Thật ra người hắn muốn là ta, con có Vũ Đình. Đại nhân đừng mà, lâu quân tử này trước đình này đều gây phiền toái, nhưng mà đã bị Bạch lão ngăn cản, sau đó thì biết khó mà lui. Lần này lại hạ thiệp mời, nhất định đã tìm được cái chỗ dựa nào mạnh mẽ rồi. Ta nói rồi, chỉ là một ngôn định quốc mà thôi, đối với ta mà nói thì sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Chuyện lục hoàng tử này lần này lúc ta đi điều tra, lơ vương thế gia đã biết, ta đã giải quyết ổn thỏa rồi. Từ đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại động thủ với chúng ta? Dạ, vốn định nói như các người định đưa cho ta thuộc đế vương, để ta học được phương pháp quản lý, ta sẽ không ngại cho lũ phàm nhận các người một ít chỗ tốt. Nhưng mà các người vốn không nên có tâm tư không sạch, sẽ với giới chủ phụ nhân. Cái gì giới chủ phụ nhân? Từ đại nhân à, có phải ngài nghĩ lầm rồi không? Ở Ngọc Định Quốc còn mai có thể ra tay với Mộc Linh Bảo. Tam thích đại nhân, xem sao mà nâng cho tầm một chút, ta còn có chính sự muốn nói. Bây giờ không phải là chuyện chính sự sao? Giống như chuyện trước, lần trước vậy, nói chuyện chính sự. Đại nhân à, sao ngài lại ngẩn người thế? Không phải là ngẩn người, mà thời gian của hiền nhân ta cảm thấy tâm tư hiện tại trong quy gương, tư duy rõ ràng phi thường. Tây còn đâu không? Nếu như đại nhân sẽ xàm xàm mệt thì lần sau có thể đừng có kiên trì lâu như vậy nhé. Đã có kết quả điều tra chưa? Ta đã phái người đi xem qua, chỉ có ba cái hồ nước là có đảo giữa hồ, nhưng mà không có hồ tròn. Hồ tròn duy nhất lại không có đảo giữa hồ. Không có đảo giữa hồ sao? Nhưng mà hồ nước hình tròn này đặc thù chỉ có một cái này, chắc hẳn là không sai. Hồ nước hình tròn mà gia chủ đại nhân đang tìm kiếm chính là cái nơi có cổ tiên đồng phủ. Tử Ngọc, người không phải là ở trong hoàng cung Ngọc Định Quốc à? Vì sao để biết chuyện có tiên đồng phủ? Hoàng tộc Ngọc Định Quốc đã khống chế Chân Vũ và Lam Hoàng đi ra ngoài tìm kiếm trì con gì bảo. Có người thì hiện ra tung tích của Đào Vân Tiên, hình như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi theo dõi bọn mới phát hiện ra có một động phủ cổ tiên. Giới chủ đã sớm biết là có động phủ tồn tại. Yên tâm đi, hiện tại Chính Vũ và Lam Hoàng đã thả tin tức ra. Thượng đỉnh Tiên Tông, Ngọc Hoa Tông, Thông Tiên Cốc và Bắc Vực Tông Môn đã phái người đóng quân ở gần đó. Chờ khi động phủ mở ra, đến lúc đó thì tình cảnh hỗn loạn, bọn họ có thể đục nước béo cò, đại sát tứ phương. Cái gì? Lại dám tự quyết định sao? Đúng là lâm bảo sàng lâm bẫy. Đại nhân à, có chuyện gì vậy? Chuyện ta vốn là xuống núi đã xảy ra biến cố, nên bây giờ ta muốn theo Vũ Định rời đi một đoạn thời gian. Mộc Linh Bảo này sẽ tiếu Bạch ở lại,
Đại khái là cái ấn này cũng cầm lấy. Qua vài ngày nữa thì sẽ có người đến liên lạc cho nàng. Nàng liền đem bọn họ an trí một chút là được. Những thứ khác thì chờ ta trở về đây nói tiếp. Nếu như bọn họ không nghe lời, trực tiếp đem sức tập trung lên hạt ấn. Đến lúc đó, nàng sẽ biết nên làm như thế nào. À, đại nhân đợi một chút. Sắp trời đã tối, hay là đại nhân ở lại thêm một buổi sáng nữa, rồi sáng mai hẳn lại đi. Tại thì chắc là cũng sẽ không hôn gì đâu. Chạm chạm nó có lý, vậy thì ta ở lại thêm một đêm vậy. Vài ngày sau, tại Bắc Cương Viên Hồ. Cái quỷ gì vậy? Vốn tưởng là sẽ hảo hảo ăn một mình, bây giờ lại biến thành một bạc tiệc cỡ lớn trăm năm có một của tu sĩ Bắc Cường. Hả? Cái cậu ấy cũng tới sao? Tâm chủ à, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều tu sĩ như vậy. Chúng ta có nên mang nhiều người đến hay không? Vốn dĩ là ta thông qua tình báo của Đạo Vân Tiên Tông thì mới biết được cái cảnh này có bi cảnh. Muốn đi giúp thẩm thích tìm kiếm một ít tiền đàn cho thường. Không biết còn có người nào cũng nhận được tin tức này, còn cố ý phát tán ra ngoài, lần này xem ra cũng không đơn giản như vậy. Bất luận như thế nào, thì đồng phủ này vẫn phải sống vào một lần. Thế nhi à, cái nàng ấy nhớ thường thẩm thích chừng nhẫn. Cho nên đã điên cuồng tu luyện hết sức, liều mà nâng cao cảnh giới. Ta đã đáp ứng được các nàng nhất định sẽ được đang dự trì thường cho thích chừng nhẫn. Ồ, chỉ là tùy tiện đến xem một chút, không nghĩ tới là phát hiện ra hai mỹ nhân. Là bọn họ. Tiểu tiện nhân, nàng biết hai tên tiên tử ghi sao? Đàn làng, lý nào là ta không đủ đẹp mắt, hay là công phu thấp kém không đủ thỏa mãn người hay sao, mà lại còn muốn nhìn nữ nhân khác? Sao thế? Sợ ta ăn cái nền ta rồi quên người sao? Đàn làng, ngươi nói thế nào chưa? Hai tên tử này chính là tiên tử của Thượng Đỉnh Tiên Tông, kết thúc của Đạo Vận Tiên Tông, vẫn là không đến trêu chọc thì vẫn tốt hơn. Như thế nào cũng là tông môn thuộc hạ của Đạo Vận Tiên Tông mà thôi. Thông Thiên Cốc thiếu chủ ta còn có thể coi trọng các nàng ta đã là vũ khí của các nàng ta rồi. Đợi nghi thiếu chủ nhà người một chút. Nếu như đã tội tới người không nên đã tội thì đừng có liên lụy tới Thông Thiên Cốc. Thế lực Thông Thiên Cốc sao? Ngươi có thể hiểu được chứ? Ngươi tự hào hảo quản tốt chính mình là được rồi. Không cho người trêu chọc các bọn họ là ta đang cứu người đi. Đúng là cái thứ đồ còn bị sống chết. Cái lão thẩm thích âm bị nhầm hiểm kìa, chỉ sợ tu vi mất hết là giả. Giả heo ăn thì thổ mới là thật đi. Sư phụ à, mấy người bên kia là bằng hữu của sư phụ sao? Hình như có một người áp sành vẻ mặt không có ý hảo, ý đi về phía bên bọn họ. Người không muốn đi hỗ trợ sao? Cái này thiếu chủ à, người Thượng Đỉnh Tiên Tông đã đến rồi. Tiểu Lạc đến rồi à? Mau đưa ta đến chỗ của cô ấy. Dưới chỗ đại nhân đã có phải nói là trước khi ngài đến đã âm thầm diêu cố người của Thượng Đỉnh Tiên Tông đúng không? Hình như là như vậy. Không còn đi dập đầu, nó không chừng một hồi nữa hắn chỉ bị dọa cho tè ra quần cho mà xem. Tại hạ Thông Thiên Cốc thiếu tông chủ Đoàn Mạc Sơn bái kiến hai vị tiền tử, không biết có thể có cơ hội cùng hai vị tiền tử đồng hành hay không. Lại là Thông Thiên Cốc, đó chính là thế lực đứng đầu Bắc Vực đấy. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Lão già đi theo Sơn Thiên chủ kia cảnh giới sâu không lường được, sợ là nguyên anh cho nhân. Lấy thân phận của ta, chuyện thu thập hai vị tiền tử xinh đẹp này cũng không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Đến lúc đó ta sẽ đem nàng bọn họ ôm vào lòng. Hả? Không rảnh. Nếu không có chuyện gì xin đừng có làm phiền tới chúng ta nữa. Tiền tử quả nhiên không giống người thường. Còn những dung trì tốt phấn kia chính là không cùng một đẳng cấp. Chúng ta qua kia đi. Ồ, hai vị tiền tử như vậy cũng không quá nở mặt đồ mổ rồi. Thật sự cho rằng đồ mổ là người dễ nói chuyện sao? Hả? Thế nào? Hiện tại là đi đứng bên cạnh bà thiếu chủ.
Ta chỉ cân nhắc hảo hảo yêu thương cái người nên bức ta động thủ. Vậy thì thả ngăn, người cũng không có cách nào hưởng thụ đâu. Thì chủ à, còn gì phải nói nhảm cho bọn họ? À, vì đau hổ này, hình như là muốn gây sự, bí cảnh sắp mở ra rồi. Ta không muốn bất cứ kẻ nào gây rắc rối ở đây. Ờ. Ừ, cái chuyện gì vậy? Thì chủ à, là Nguyễn Anh hậu kỳ, ta không phải đối thủ. À, vì tiền bối này, ta là thông tin cốc thiếu cốc chủ đoạn. Ta đến quan tâm người là cái thứ gì? Một cấm mồm rồi cút đi, có hiểu không? Người thì chủ à, quân tử khóc chiêu thì trong mắt. À, giờ bối cáo từ. Ta nhớ kỹ người rồi, cứ chờ thông tiền cốc ta trả thù đi. Ê da, người đi đứng kiểu gì đó hả? Mất đỡ dưới đít à? À thì chủ à, đây cũng là những anh hậu kỳ đó. Tiêu Hòa, đi đường phải nhìn đường chứ. Ngươi dẫm lên chân ta, chân ta có tật ẩn nghe chưa? Ngươi dẫm lên tái phát rồi, màu bồi thường 180 dẫn lên thịt. Chuyện này cứ coi như là cho qua. À, tiền bối à, có thể rẻ hơn một chút không? Trong thì ta chỉ có 10 vạn lên thịt. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tự nhiên đâu ra lại nghe anh hậu kỳ nhiều như vậy? Vừa rồi chính là người tìm đến Tiên Tông làm loạn à? Thượng đến Tiên Tông đều là người của ta. Người không biết thì sao? Cái này cũng quá vô lý rồi. Sư phụ à, thật lợi hại, làm sao người biết đôi mắt sơn kia sẽ xuất xẻo vậy? Ở đây đều là kinh nghiệm hành tẩu chiều trần giới, ý vào thân phận của mình mà muốn hà mũi sắc đẹp của người khác. Nhân vật phản diện như vậy rất dễ dàng bị mất mặt. Chúng ta mau đi thôi, biết cảnh đã mở ra rồi. Wow, sư phụ lợi hại quá, ngay cả biết cảnh muốn mở ra cũng có thể biết trước được. Có thể không biết thì sao? Nhiều người như vậy, đợi thêm chút nữa sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Ta vẫn là sớm mở ra bí cảnh chi môn thôi. Đây là bí cảnh chi môn đã mở ra. Ui, mau đi, đã ghét vì sao đột nhiên lại không thể ngồi kiếm chứ? Cái gì ta cũng không biết bơi nè. Ui, nơi này có trận pháp áp chế, xem ra chỉ có thể bơi qua thôi. Sư phụ à, nếu như không thể bơi, vậy thì chúng ta phải thớ thuyền đi qua sau. Đồ nhi ngốc à, nơi này nào có chiếc thuyền nào để cho người thời chưa? Mau tới đây, vì sao cũng cổng người qua đó. Được. Năm mươi tám. Ý ấp này càng ngày càng mạnh, nhưng tu sĩ kim đan kỳ xem ra cũng chật vật quá rồi. Xem ra ta sẽ là tu sĩ kim đan đầu tiên lên đảo. Cái gì? Mau đuổi theo cho ta. Thì chủ à, ta đã cố hết sức rồi. Hiện tại chúng ta còn có thể báo trì đội ngũ Nguyên Anh chân quân đã là không dễ dàng gì rồi. Cái gì mà người đã cố gắng hết sức, ngay cả một tiểu tử kim đan kỳ cũng có thể vượt qua ta. Cố gắng hết sức là cái đế gì? Hôm nay ta đã đủ mất mặt rồi, người còn có thể đi cản trở ta sao? Thông tiền cốc, ta đâu phải nuôi không người chứ? Hôm nay tất cả mọi người đều là do người ăn xong không chịu gây ra, làm gây ra. Ngươi còn dám nói là ta không cố gắng hết sức sao? Ngươi không đi chết đi. Nè, cái tên nhà ngươi mỏm thối như cậu vậy, không biết tại sao ngươi lại sống được đến bây giờ nhỉ? Ngươi, ta thấy ngươi chán sống rồi lại dám ăn nói với ta như vậy. Mỗi người ở đây ngoài trừ thiền kiều của Đạp Dân Tiên Tông ra, đều dựa vào bản lĩnh của mình xong và ai thứ nhất. Chư phụ, cái tên số mọi như người to ăn bám vào người khác rốt cuộc lại lấy đâu ra dũng khí nói chuyện với già ta như vậy? Người cứ chờ đấy, nhất định ta sẽ khiến cho người phải trả cái giá thật đắt. Nữ o trên lên con người, ta cũng sẽ chờ người tận mắt nhìn thấy ta đùa giỡn nàng như thế nào. Ồ,
Vậy chúng ta cứ chờ xem, vô đình chúng ta đi trước thôi. Và wow, hoành tráng quá. Sư phụ à, đây chính là bi cảnh sao? Đây là tiểu thế giới, trong đó ngũ hành tự luân chuyển, thời gian trôi qua chậm, bên trong một ngày thì bên ngoài 7 ngày. Linh lực càng dồi dào hơn so với bên ngoài. Tám tòa tháp cao này là tháp bát quái. Các loại nguyên tổ của tiểu thế giới này đều là do tám tòa tháp cao này cung cấp. Ôi sư phụ à, hiểu biết nhiều quá. À đi thôi, sư phụ dẫn người đi hóng hớt một chút. Nơi này không có cách ngự kiếm phi hành, cho mọi người xuất ra bằng lĩnh thực chống lại những công kích linh ngưu này. Đó chính là linh ngưu trúc quốc kỳ ở trước mặt kiềm đàn tu sĩ chúng ta. Ui cha, ui tại sao cô ta có thể bay được chứ? Chẳng lẽ cầm chấp pháp trận đã mất đi hiệu lực ngự kiếm sao? Ây da, căn bản là vô dụng mà. Cấm chế, cấm phi hành pháp trận vẫn còn. Nàng ta bay được là nhờ vào đạo tính của pháp bảo. Các người cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. À đó ta vì đạo hữu. À vì đạo hữu này không bằng chúng ta liên thủ. Đạo lãng. Chậm. Sư phụ. Xem ra vẫn là ta nhìn hơn. Ôi, vẫn là sư phụ lợi hại. Tầng thứ nhất thì không có khó khăn gì, chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc là có thể một đường gì tới. Cứ tiếp thì mới là chỗ khó thực sự. Ngay cả sư phụ cũng cảm thấy khó khăn, vậy có phải là ta theo sẽ kéo chân sư phụ không? Nhà đầu ngốc, ta nói là đối với người khác tương đối khó thôi, nhưng mà đối với ta thì cũng không khó. Người thủ tầng thứ hai của cồn tháp là 18 địa sát. Mỗi một địa sát đều có thực lực tiếp cận kim đan đại viên mãn. Hơn nữa, sẽ đồng thời ra tay, không có thân pháp và thực lực tùy đối, chứ dù là nguyên anh chân nhân, thì cũng không chịu nổi về công. Không nghĩ tới người đi lên trước, mà lại chính là một tiền tiểu tử kim đan kỳ, cùng với một nha đầu trúc cơ kỳ. Tiểu tử đừng có đi về phía trước. Nghe ta khuyên một câu, phía trước không phải là người nhiều người có thể xông vào đâu. Người ở đây chờ một lúc đi, chờ hai người chúng ta vào thanh lý hết tất cả linh tướng. Để lúc đó, người liền có thể theo chúng ta thông qua tầng hai này. Ồ, hai vị tiền bối có phương pháp phá giải sao? Phương pháp phá giải à? Người trẻ tuổi như người tiến vào bí cảnh không nhiều lắm đâu. Với bí cảnh thì không phải là đánh cờ, chỉ là xem thắng thua. Trong bí cảnh khắp nơi đó là kỳ ngộ, nếu như chạy loạn rất dễ dàng bỏ qua rất nhiều thứ. Hơn nữa thì tiêu tử người phúc duyên không tệ, nên tán thì cũng vững chắc, tốc độ tiến vào đảo giữa hồ cũng rất nhanh. À, không biết là học ở lão sư ở đâu? Tây hạ cũng không có lão sư, chỉ là may mắn đã được một ít cơ duyên. Không có lão sư sao? Đã là không tệ rồi, vẫn khí không tệ nha. À, ta chính là một chủ thiền chầu chân nhân của Y Huỳnh Mông. À, tiếng quý đệ à, nếu như mà vô sư vô phái ngược lại không ngại vào tôn ta làm việc thì ta sẽ cho người một danh phận nội môn trường lão, người cũng có thể mang tiếu đồ đệ này theo. À, cái này ở đâu ngộ như vậy sao? À, nhưng mà chẳng lẽ tiếng quý đệ à, cảm thấy Y Huỳnh Môn ta không thích hợp sao? À, cũng không phải, chỉ là tại hạ vừa mới đắc tội thiêu chủ tổng tiền cốc, cho nên sợ tiến vào tổng môn của Trần Quân cũng sẽ làm Trần Quân tăng thêm không ít phiền tối không cần thiết. À, như vậy quá thật là đáng tiếc. Tiếng huynh đệ, người thiền tử không tệ, về sau mỗi lời nói việc làm phải cẩn thận một chút. Dù sao thì tù trần giới cũng không phải là nơi tiêu giao tự tại. Đoạn bắc sơn này có thủ tật báo, một khi ra khỏi bi cảnh thì chỉ sợ thông tin cốc sẽ điều động các thế lực đến chèn ép người. Nó tờ Trần Quân đã cảnh báo, nhưng mà bí cảnh này khá nguy hiểm, ta cũng không thấy hắn có thể sống sót ra khỏi bí cảnh này. Bí cảnh này tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà đối với thế gia cháu mà nói thì thủ đoạn bảo vệ tên mạng có rất nhiều, chỉ sợ là không dễ dàng ngục ngã như vậy.
Đa tờ tiền bồi đã nhắc nhở. Tiêu Quỳnh Đề, chờ một chút. Ngươi chờ chúng ta xong vào phá giải lên tướng trận. Đến lúc đó thì chiến lợi phẩm sẽ chia cho ngươi một chút. Chiến lợi phẩm gì? Chiến lợi phẩm, ta nhớ là lúc ta thiết kế nơi này đâu có chiến lợi phẩm gì đâu ta. Ta đã nói Tiểu Quỳnh Đề, người chính là kinh nghiệm của ít mà. Người xem đi, hai tầng này có chỗ gì đặc biệt? Người xem đi, những linh tướng này đều là binh khí trong tay chúng, đều có linh vận dao động, chỉ sợ là đều là bán linh bảo, giá trị không ít tiền. Mấy thứ này nếu đặt ở chợ rèn thì bán ít nhất cũng phải được 100 linh thạch đấy. Hả? 100 linh thạch? Cái này cứ xem như là bán linh thạch ở linh bảo bình kỳ lớn như vậy thì cũng không có tu sĩ nào sẽ mua chứ. Nếu lát nữa hai người chúng ta xông vào bên trong trận, ngươi cũng có thể ngăn cản linh từ thứ nhất bên trái kia, còn những thứ khác thì giao cho chúng ta. À gì tiền bối à, ta nghĩ khảo nghiệm lần này hẳn là tránh khỏi công kích của mấy linh tướng này rồi trực tiếp đi lên tầng trên. Chờ này các người là muốn làm việc trực tiếp với chúng sao? Vậy là hai vị này đã nói thế nào? Cũng lập pháp bảo đấy hồn của Nguyên Anh cảnh. Trực tiếp tiến lên công bá sao? Hai người thuật nhìn cũng đâu có giống thể tu đâu. Ây da! Cố lên. Cái gì chứ? Cố lên chịu chết sao? Ta coi như là đã hiểu rồi, hai ngày này chính là đêm tấu hài mà. Tiền bối cố lên. Bỏ đi, xem ra hai vị tiền bối này tâm địa thật sự không tệ. Đạp lãng. Trạm. Hả? Đây những linh tướng này làm sao vậy? À, cái này có thể là anh đều lộ vậy đi. Có lẽ là trải qua vô số năm quá lâu rồi cho nên vừa chạm liên vỡ rồi. Wow, những bán linh bảo này chứ không phải là có thể tùy tiện cầm đi sâu. Cùng lúc đó thì càng còn tháp tầng 5. Bắt được rồi, nhân lúc còn nóng thì bảo giới chủ tới đây đi. À, nữ oa này trên người ba kiện huyền bảo cao dài thì chút nữa thì khiến chúng ta lật thuyền. Đúng lúc ly chúng ta cũng có đồ giao cho gia chủ. À, cái này để đâu? À, tiểu cô nương rất có khí lực à nha. Ừ. Với chủ đại nhân, chúng ta đã bắt được thiếu chủ của Đạo Vân Tiên Tông kia. Hiện tại đã đánh hùng mà, với chủ đại nhân à, ngay có thể hết tới trực tiếp hiển dụng. Mấy cái tên thủ hạ này cũng quá ân cần rồi, lỡ đem bạn gái cũ của ta trói lại thiệt tình. Sư phụ à, người làm sao vậy? À, có một số việc con phải đi xử lý một chút. Chúng ta đi thôi. À, sư phụ à, đi đâu đó, ta cũng đi đó. Tình huống có chút khẩn cấp, ta sẽ toàn lực lên được. Ôm cho ta, đừng có buông tay. Ừ, được. Huyền cấp thuật pháp, thiểm linh quyết, tăng cường đạo vận. Đạo vận, con còn nhiều đạo vận thì mới có thể khôi phục được một chút, cho nên sử dụng càng nhiều đạo vận đi. Tập 60.